Vâng, xin chào tất cả các bác, các chú, anh em ở mọi miền Tổ quốc. Đây là ngày 23, em có qua sản phẩm hàng đây, đó là một con shop Ribe. Đó là hãng Ribe L. Con shop này nó thiết kế rất là sang. Em về rất nhiều shop nha, em thấy con shop này rất là sang trọng. Đặc biệt cái nó thiết kế cái chân nó riêng biệt, nó lòi ra phía sau hai bên này. Rất là đẹp. Cũng như Ekan nó phía nó cũng lòi ra, nó thể hiện một cái gì nó sang, anh em nhìn nếu mà tận mắt nhìn nó sang như thế nào đó. Và nó rất là nặng nha, nó nặng cực kỳ. Và shop này về rất là đẹp, thì hôm qua em đã quay video xương xương á, sơ sài một tí, thì bác Sơn ở Thanh Hóa đã chốt rồi. Bác cũng lấy bên em rất là nhiều hàng, bác sưu tầm để mà chơi cũng như hát karaoke gia đình. Trước khi vào video, mời các bác anh em ủng hộ kênh thì đăng ký kênh để ủng hộ bên em, và em sẽ phục vụ các bác được nhiều hơn nữa. Cảm ơn các bác rất là nhiều. Sau đây em sẽ qua xung quanh cho bác Sơn và cùng anh em mọi miền Tổ quốc cùng xem. Này là bát shop 30 nha. Cái này là ở bên nước ngoài, bên Cam về người ta dán vào, nó không có dính đâu nha, keo này hay lắm. Cái keo này là dán vào gì nó cũng không dính. Nói chung là đẹp lung linh. Có Catolo về. Con này điện 100, 110, 120 nha các bác. Này. Chắc là mới luôn. Chắc xuất sắc. Đây là cái đèn. Đây là cái Ekan, anh em thấy Ekan rất sang, nó hở ra một khúc cái này. Nó bo tròn theo cái shop luôn nha. Đó, bo tròn theo cái shop luôn. Logo thì bây giờ còn rất sáng tròn luôn. Bên trong nó còn cái logo nữa nha các bác. Để em tháo ra cho. Một tay nha này. Đấy, bên trong nó có một cái logo nữa. Một cái logo. Căng là căng riêng luôn nha, căng riêng luôn. Rất là mới nha. Màng nó cứng lắm. Cô su à, rất là dày súp mà. Con này mà đánh tiếng bass chắc nha. Rất là chắc luôn. Anh em thấy nó ốc rồi không? Còn rất là mới nha. Đấy. Rất là chất lượng. Con súp này nó hơi nặng. Tầm 3 trên 20 kg. Rất là mới nha. Đây, con này có công suất là 700W. Một con súp xịn mà 700W thì anh em biết cỡ nào rồi. Thường thường thì súp xịn người ta ít cái watt nó rất là chuẩn nha. Chứ không như những cái súp Trung Quốc nó ghi súp cái cũ ATT vậy mà nó ghi 1000-2000W. Những cái súp xịn thì anh em cứ yên tâm, cứ anh em để ý cái bát bao nhiêu anh em chơi thôi. Nó thường thường người ta ghi là theo định mức súp xịn thì nó ghi chuẩn là từ 200-250-350. Rồi đó là anh em chơi banh nóc nhà rồi. Mà con này tới 700W. California USA Made in Mexico. Vâng. Đây là series của nó nha. Đây là cái cầu loa. Đây là còn chưa khui nè. Đây nè, các bác thấy không? Chưa khui lý do sao? Cái đây là khui ra để anh em kém bắp chuối nè. Đây là tính tỏ con này nó chưa có dùng nè. Khui này ra nha, nếu anh em có bắp, những cái đầu lo bắp chuối kệ cái này ra là anh em kém được bắp chuối vào. Này, rất đây còn rất là vàng nha. Đây là Fashi 1800 gì đây. Đây là chỉnh âm bát. Đây là 5 tần số đây. Chỉnh hay là volume. Vâng vâng. Này, đấy. Chắc là mới nha. Anh em sưu tầm được những con như thế này chơi Tết là tuyệt vời. Rồi, cảm ơn các bác đã dành chút thời gian xem video. Cũng cảm ơn anh Sơn rất là nhiều đã tin dùng và ủng hộ bên em. Bác cũng rất là vui tính. Nhiều lúc thì bác nhắn tin mà em bận quá em không trả lời là bác điện là bác mắng khiếp đấy.
Nhưng mà mánh thì mánh nhưng mà vẫn mua là vẫn mua. Rất là vui. Có nhiều cái bác con từ con nói cũng là cũng góp ý rất là nhiều. Cảm ơn bác rất là nhiều nha. Cho đây là sản phẩm của bác rất là đẹp. Hàng hóa thì các bác yên tâm nha, tất cả nguyên zin, hàng chưa qua tay người sử dụng Việt Nam, là hàng từ bên nước ngoài vừa về thôi. Vừa về hai con á, một con AR, một con Shopee B như thế này. Em mua em tiên chọn rất là kỹ nha. Nhìn cái bát đã thì nha. Mình đẩy còn không nổi, con này quánh tiếng bát chắc là rất là chắc luôn. Để em sẽ có video em test hát thử bữa rồi chắc sẽ cho lên được. Rồi xin chào và hẹn gặp lại các bác nha.